bên cạnh xã hội, cái sự giàu của xã hội nó cũng mang lại một sự thay đổi rất là lớn trong cái chuyển đổi số cho nông dân. Tuy nhiên nó cũng có những cái vấn đề phát sinh của nó. Thành ra Bộ Nông nghiệp đang xây dựng những cái thang đo khi chuyển đổi cái nền nông nghiệp truyền thống sang một nền nông nghiệp với tư duy kinh tế, một nền nông nghiệp mà chưa sử dụng nhiều cái công nghệ với cái nền nông nghiệp mà bắt đầu ứng dụng những cái thành tựu của khoa học công nghệ, trong đó có dữ liệu lớn, trong đó big data rồi vân vân. Thì chúng tôi đang xây dựng cái thang đo và chúng tôi thấy rằng một cái hiệu ứng ở ngoài xã hội cũng rất là lớn, mặc dù nó cũng còn rất là nhiều vấn đề, những mảnh ghép nó đang rời rạc. Giờ thì trách nhiệm của Bộ là gắn những mảnh ghép lại để mà đi cùng nhau cho nó chặt chẽ hơn. Chúng tôi có một kỳ vọng rằng nhà không thể nào không đường con đường nào khác nếu muốn theo đuổi kịp những nền nông nghiệp tiên tiến, bởi vì chúng ta hiểu rằng đó, làm tốt đó chính là tăng cái năng lực cạnh tranh của nông sản của chúng ta. Nó không phải đơn thuần là công nghệ nữa. Công nghệ nó giúp cho tăng năng suất lao động. Công nghệ nó giúp cho chuẩn hóa được tất cả một quy trình canh tác. Công nghệ nó hướng tới những cái nền nông nghiệp xanh mà có thể chứng minh được bằng những cái số liệu. Nó nông nghiệp xanh, chuẩn hóa quy trình canh tác, chuẩn hóa chất lượng, chuẩn hóa từ đầu vào tới đầu ra. Thì lúc đó chúng ta tăng cái sức cạnh tranh của nông sản mình, chứ không chỉ là về giá cả. Mặc dù nếu ứng dụng tất cả điều đó có thể giảm chi phí chúng ta xuống. Mới đầu có thể, giai đoạn đầu có thể nó tăng cái chi phí lên, nhưng mà nó chi phí nó sẽ chi đều và cuối cùng nó sẽ giảm xuống. Mà chi phí giảm, năng suất lao động tăng, đó là chính là cái điều kiện tăng năng suất, tăng cái sự cạnh tranh của nông sản ra đối với thị trường quốc tế. Vâng ạ, và trong không gian của trụ sở Bộ Nông nghiệp ngày hôm nay thì chúng tôi cũng nhận thấy có rất nhiều khác biệt. Dường như ở đây chúng ta có rất nhiều những sản vật đặc sản của các nền nông nghiệp, nông thôn đều đang hội tụ ở đây. Và có một điểm chung đó chính là với trên mỗi sản phẩm tôi để ý là hầu hết đều có gắn mã QR hay là QR code. Từ những chiếc bánh đơn giản hay là những sản phẩm thủ công cầu kỳ. Và hiện nay thì chúng ta chỉ cần một chiếc smartphone và một cái chạm thì những mã này có thể truy xuất được nguồn gốc của những sản vật hay là đặc sản ở đây. Và dùng công nghệ để xác thực nguồn gốc sản phẩm. Bộ trưởng có thể chia sẻ rõ hơn những thay đổi này và ngành đã đi từng bước căn cơ như thế nào ạ? Cái đầu tiên là cái người tiêu dùng càng ngày nó càng khó tính hơn. Người ta vẫn yêu cầu được cái đảm bảo cái chất lượng đối với cái thực phẩm tiêu dùng hàng ngày. Nhưng mà một trong những yêu cầu đó là phải truy xuất được cái nguồn gốc của cái sản phẩm đó. Như vậy thì cái QR code hay là một cái công cụ nào đó để mà cái người tiêu dùng nhìn vào đó để truy xuất được cái nguồn gốc thì người ta sẽ an tâm hơn để mà người ta mua hàng. Ngày 3 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 749 về chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó xác định nông nghiệp là một trong 8 ngành được ưu tiên chuyển đổi số, với định hướng rõ chuyển đổi số của ngành. Và cho đến nay, quan niệm về chuyển đổi số trong nông nghiệp khá rộng. Đến năm 2021, cả nước có gần 12% tổng số doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ số vào sản xuất và có khoảng 2.200 trên 19.000 hợp tác xã nông nghiệp thực hiện chuyển đổi số, với gần 2% tổng số hộ nông nghiệp được tập huấn công nghệ số. Và trong 2 năm qua, quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp vẫn đang phát triển một cách không ngừng nghỉ, nhất là sau những biến động từ đại dịch COVID-19. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là với đặc thù của ngành thì chắc hẳn chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những cái khó khăn đã và đang gặp phải trong quá trình chuyển đổi số, phải không ạ? Đúng là như vậy, bởi vì một cái chuyển đổi số là chuyển đổi từ cái dữ liệu giấy sang dữ liệu số. Thật ra dữ liệu giấy thì nó cũng đã là bất cập trong cái việc mà nắm được cái thông tin, nó cái diễn biến cái thông tin nông nghiệp từ ở cái tầng địa phương lên tới tầng trung ương. Chỉ cần một sai sót nào đó ở cái tầng địa phương, hoặc là sai sót hoặc là chậm trễ gì đó, thì khi lên nhiều khi cái việc nó qua rồi thì mới nhận được cái báo cáo. Một cái hệ thống quá rộng mà, quá rộng cái với cái diện tích 85% diện tích tự nhiên, trong diện tích tự nhiên là diện tích sản xuất nông nghiệp, rất là nhiều ngành nghề. Trồng trọt thì từ là lúa rồi rau màu, cây công nghiệp, rồi cây công nghiệp ngắn ngày vân vân, rồi chăn nuôi, rồi thủy sản, rồi nghề muối, rồi nghề rừng, nghề mật ong, vân vân, nó quá nhiều nghề. Có lúc là cũng hơi
anh em hơi tham, tính là muốn quản lý thì phải cần hết, tập hợp hết dữ liệu, điều đó đúng. Nhưng mà đối với bối cảnh này, với cái hệ thống tầng lớp như thế này, nên giờ nó mất một cái thời gian để xây dựng cái kiến trúc dữ liệu cho cái ngành nông nghiệp, nó rất là phức tạp. Nó khác những ngành khác, nó đơn giản cái chức năng hơn, đây chức năng rộng, 7 bộ nhập lại đây mà. Vâng ạ, trong một chia sẻ với báo chí thì ông nhìn nhận trục trặc của chuyển đổi số nông nghiệp còn bởi người nông dân và công nghệ, người viết app và sản phẩm công nghệ phục vụ cho lĩnh vực này còn chưa được gặp nhau, và từ đó thì dẫn tới những lãng phí không mong muốn. Điều này còn là bài toán cần được ưu tiên hóa giải trong thời gian tới như thế nào, thưa Bộ trưởng? Ở đây nó có hai cái vấn đề. Vấn đề chúng ta phải hiểu rằng mỗi cái app do một nhóm công nghệ nào đó với cái tâm huyết của mình để mong muốn để mà giúp cho ngành nông nghiệp, giúp cho người nông dân tiếp cận với cái chuyển đổi số. Trước tiên đó là từ cái tâm huyết và của những người chuyên môn, của những người đúng ở trong ngành công nghệ thông tin, ngành chuyển đổi số, người ta biết nhiều hơn. Thường thường là cái người công nghệ thì không biết thông tin, mà người thông tin thì không biết công nghệ. Hay nói cách khác, cái chuyển đổi số nông nghiệp thì cái người chuyển đổi số thì không biết nông nghiệp, mà cái người làm nông nghiệp thì không biết chuyển đổi số. Thành ra cái mối mà gắn kết này thì nó hơi hết sức là khó khăn so với những nước khác. Nước khác, những người nông dân người ta trở là những người cử nhân rồi, những người kỹ sư rồi. Người ta đã được tiếp cận rồi, người ta đưa cái chuyển đổi số một mình ta, người ta làm cũng được đấy, cũng không cần tới chuyên gia nữa. Nhưng mà đối với chúng ta đặc thù cái nông nghiệp mình trong thời gian dài, người nông dân không được đào tạo. Thành ra người ta tiếp cận này một cách hết sức là, một là người ta e dè. Thành ra người ta cũng ít khi nào gần với mấy ông chuyển đổi số, thấy ông mấy ông chuyển đổi số ông nói chuyện gì nó mông lung quá. Người ta cần cái trực tiếp hàng ngày này. Thành ra cái đó nó gây ra một sự trục trặc nhất định.